sao đâu con ạ. Vô lấy má tập ăn đi. Má hơi mệt một chút rồi. Rồi má khỏe hả? Sao má không nằm nghỉ? Má đi làm chi? Rồi má té má chết. Thì còn ai mà dạy dỗ cho con. Má chết rồi, chắc con sẽ buồn đau. Sống giữa trời đen, con muốn thấy má vui cười để bà mau lành mạnh, để con được vui mừng và sung sướng như người. Cười nha. Nè, coi kỹ nha. Má cười nè.